Anh em xem livestream nhớ cho mình cảm xúc nhé. Comment tên cầu thủ anh em yêu thích. Trọng tài đã ra hiệu bắt đầu trận đấu. Vậy là Tôi trận thấy đấu căng đã thẳng bắt quá anh đầu em ạ. rồi. Những trận đấu của Volta là những trận đấu vô cùng thú vị. Đó là môn thể thao bóng đá trong nhà. Quên bàn thua đi, tiến lên nào. Chưa phải lúc để bỏ cuộc, phải cố gỡ hòa, càng sớm càng tốt. Anh em nào đi qua livestream của mình thì nhớ cho mình một tim nhé. Vậy đã thấy nhiều anh em xem rồi đấy. Tắc bóng hay. Đúng rồi. Một cú sút đẹp như truyện tranh. Vào Chết chắc rồi, luôn quả quả phạt đấy. tuyệt đẹp. Tôi Trượt muốn làm cho bàn sao thắng được thêm đúng một lần không? nữa. Bàn gỡ hòa Quả đây như rồi, thế là giờ không là thể lúc bỏ để lỡ vào được. rồi. Tối nay anh em ăn món Anh gì? ta thật sự đoán trước được hướng bóng ư? Một pha đánh chặn hoàn hảo. Đã đi chơi uống nước ở đâu chưa? Chúc anh em một buổi tối xem livestream của mình thật là vui. Ui, tiếc quá nhỉ. Còn mình đâu ta? Không được. Ôi, đối phương đã có được bàn Seedorf. thắng. Chúng ta đang quá bất cần. Seedorf đã ghi bàn rồi. Chúng ta có thể chiến thắng nếu cố gắng nhiều nữa. Ghi bàn đi nào. Bạn rất khỏe anh em. Khỏe vô cùng luôn. Ôi giời ơi. Đây. Hay quá. Tuyệt vời, họ cần tận dụng khoảng trống thay vì cứ lao vào đối phương như thế này. Sút luôn. Wow, nhìn cái cách mà anh ta ăn mừng kìa. Đó hẳn là một màn ăn mừng tri ân người hâm mộ. Trận đấu sẽ chưa kết thúc, chừng nào tiếng còi chưa vang lên. Một thế trận rất hấp dẫn giữa hai đội. Tính đến thời điểm hiện tại là có 4 bàn thắng được ghi rồi. Anh em đi qua Vậy là hiệp 1 đã livestream kết cho thúc. mình một Hãy bung chia hết sức sẻ ra lên trang và cá cho đối nhân phương anh ăn em bàn thắng thứ nhé. hai. Vậy là mình đã thấy tương đối đâu anh em xem rồi. Bắt đầu rồi. Tôi hy vọng hiệp 2 sẽ hấp dẫn hơn hiệp 1.
Đây là một chế độ thi đấu vô cùng hấp dẫn Mặc khi dù họ là đối thủ, sẽ ông có cũng không 5 thể làm người gì cho bọn chơi. họ vì những đường chuyền đó. 5 người chơi với nhau. VS 5 năm. Mỗi đội sẽ có 5 cầu thủ tính là thủ môn. Là Raul. Cú sút rất chính xác. Hơi đáng tiếc trong tình huống vừa rồi Raul đã chưa thể tận dụng được cơ hội. Đúng rồi. Khả năng sút anh Thấy ấy đã ghi chưa? bàn, một bàn thắng tuyệt đẹp. Một đường kiến tạo rất đẹp của tôi. Cứ cố gắng hết mình đi nào, chiến thắng đang trong tầm tay của chúng ta. Cẩn thận. Bàn thắng đã được công nhận, chúng ta vốn đã có thể làm tốt hơn trong tình huống đó. Ở chế độ này Chà, thì tình tốc hình có độ vẻ khó khăn cho chúng ta rất rồi. nhanh. Giống như tốc độ bóng đá futsal trong nhà ngoài đời. Đồng đội hoàn toàn, trận đấu sẽ trở nên nhàm chán nếu không có những cú sút trái phá như thế này. Thủng lưới Ui, rồi, họ cần phải phòng ngự một tốt bàn thắng hơn. rất đẹp anh em ạ. Ai đó nói cho các cầu thủ của chúng ta, chiến thuật là cái gì đi? Họ không nên để đội bạn có nhiều khoảng trống như vậy. Phòng ngự anh em ơi. Thắng đỉnh cao là đây. Liên tiếp qua những bàn thắng của chúng ta. Từ giờ, trận chiến mới thực sự bắt đầu. Anh ta thậm chí còn không cần phải cố gắng trong pha tắc bóng đó. Đối thủ từ góc nhìn của tôi thì trông cứ như thể đối phương dâng bóng cho anh ta lấy vậy. Cầu thủ đối phương đang trình diễn khả năng chuyền bóng đẳng cấp. Mọi kế hoạch đều Ôi, đổ vỡ tiếc với khả quá nhỉ. năng phòng ngự của đối phương. Có vẻ sau vụ này, anh chàng sẽ gom thêm nhiều anti từ đội đối phương đấy. Cần phải vượt qua chuyện này và hướng về phía trước. Một bàn thua hơi đáng tiếc của chúng ta. Không có gì phải lo lắng cả, hãy thể hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. Đồng đội, Đấy, một pha kiến hat-trick, tạo rất anh đẹp của ấy là tôi. nhân tố sáng nhất hôm nay. Bóng đá nó là như thế đấy các bạn ạ. Rất tinh tế các bạn. Chúng ta đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Những đường chuyền tốt là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến chiến thắng. Cứ như thể chúng ta đang phải đối mặt với một bức tường gạch khổng lồ vậy. Tôi tin rằng lần sau họ sẽ chơi mạnh dạn hơn. Một trận hòa hấp dẫn. Vậy là cầu thủ của tôi là điểm cao nhất trận này, 9 điểm rưỡi. Hãy đứng đầu các bạn này. Hai bàn thắng, số chính xác 5 phát, kiến tạo 2, chuyền 10 và dây bóng là 16. Tắc bóng 1 và chạm được 2. Bên phía đội bạn là Van Dijk. Chúng ta sẽ bước vào trận tiếp theo luôn. Mỗi
trận đấu trong Volta thì đều rất vui, nó mang lại một cái màu sắc, trận đấu có màu sắc rất là sặc sỡ luôn. Máy đang lựa chọn team của chúng ta, đã có đủ team rồi, sẽ bao gồm Raul, Rooney, Bosco và Potem. Về phía đội bạn là Lampard, Pulis, Zola và Rondo, những cái tên hoàn toàn khác nhau. Xin chào những anh em đang xem livestream nhé. Anh em xem thì cho mình một cảm trọng xúc. Tài đã ra hiệu bắt đầu trận đấu. Nếu tôi như thấy anh căng em thẳng quá anh em ạ. Yêu thích môn thể thao vua. Bạn thấy là những cái màu sắc rất sặc sỡ trong hậu trường của chúng ta. Một cú sút hoàn hảo. Không hiểu vì sao mà Raul lại sút nhẹ như vậy được. Chuyền đi, chuyền cho mình nè. Đội bạn hơi bị trầu đấy. Đúng rồi. Làm bát à? Chuyền đi bạn yêu. Đúng rồi. Cú sút rất ui chính xác. Trận này Raul vô duyên thế nhỉ. Hai cơ hội rồi. Trận này Raul bỏ lỡ hơi nhiều rồi đấy. May quá. Thủng lưới rồi. Họ cần phải phòng ngự tốt hơn. Phải đầu rất tốt của Lampard. Có phải các chàng trai của chúng ta vẫn đang khởi động không vậy? Đúng là như vậy. Chúng tôi đang còn khởi động chưa xong. Chúng tôi đang còn khởi động chưa xong cơ. Bosco với lại Boateng người phòng ngự. Những cú tắc bóng thế này làm cho hàng phòng thủ của đội trở nên vô cùng chắc chắn. Ôi, cái ông Raul trận này ở sao nhỉ? Sao nó ngáo vậy trời? Từ đầu hiệp đến giờ người hâm mộ đang thất vọng. Sút mấy quả toàn hụt với trượt. Không có gì phải lo lắng cả, hãy thể hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. Ui ôi, trâu thế, hút người ghê thế. Đây rồi. Đường lên bóng của đối thủ đã bị cắt. Đội này nó vào nhanh lắm. Đó đó, nó vào rất nhanh luôn, tim này nó nhanh. Phòng thủ tốt lên thế này thì còn hơn cả ghi được bàn thắng. Tiền đạo mà đá phòng ngự là chính thế này. Một cú sút đáng sợ và chuẩn xác đến từng mm. Chưa thể ghi được bàn thế nó hơi nhục như vậy. Một cú anh đã ghi bàn, một bàn thắng tuyệt đẹp. Ghi được rồi. Tôi cảm thấy sắp có một cuộc lội ngược dòng rồi đấy. Thank you.
anh em nếu xem những trận đấu này anh em sẽ bị nghiền đấy, rất hay rất hấp dẫn anh em ạ. Chúng ta nên chia sẻ để cho mọi người cùng xem, đây là một tựa game rất bổ ích. Tựa game thể thao eSports điện tử, nó cũng là chiến thuật cũng là đồng đội. Hiệp 1 kết thúc, để xem họ sẽ làm gì để giành lại thế chủ động vào hiệp 2. Chào 2 triệu anh em đang xem nhé, Hiệp 2 đã bắt quá đầu, đông anh đây chưa em phải lúc để xem, bỏ cuộc đâu. có lẽ sẽ với lượng người xem cái này thì có thể. Một cú sút Đúng rồi, vào rồi, không còn mỹ tư như gì vậy là để tôi diễn đã tả gánh những team cảm thành xúc vừa công qua anh cả. đội mình trong một cái hiệp 1 mà Zaun hơi bị ngáo ngờ lúc đầu, tức là Trận đấu sẽ chưa kết thúc, chừng nào tiếng còi anh chưa vang ta là lên. khởi động hơi chậm. Tuy nhiên thì bây giờ Zaun đã nhập cuộc thật sự rồi, đá tiền đạo nhưng anh ghi bàn tốt và anh cũng phòng ngự hay. Tất nhiên là tôi chỉ đứng nút nút trên thôi. Đây rồi em yêu ơi, đỡ đi em. Và đó là bàn thắng thứ 3. Đỡ Anh làm em đã làm sao quá được. tốt cho riêng mình. Trận đấu hôm nay có vẻ thuận lợi cho chúng ta đây. Đỡ làm sao được. Đúng rồi. Ôi dồi ôi, chết rồi, xong rồi. May quá. Quả đấy là chưa hèo anh em ạ. Chưa bị hèo luôn. Quá là điều bình thường luôn. Chuyển đi. Ui. Quả đấy ông Zaun ông phải nhảy vào luôn chứ đấy. Cắt bóng rồi, anh lấy đi cơ hội của họ một cách không thể nào hiệu quả hơn. Chuyền đi bạn yêu ơi, bạn yêu ơi, mãi bên nhau bạn nhớ, đưa bóng đây nào. Đúng rồi, Cứ như thể là bóng tự tìm đến chân đồng đội vậy. bạn đang phòng thủ rất chắc chắn luôn, vào bóng rất dắt chân. Trận đấu đang diễn Đối thủ ra một cần phải cái được chăm sóc kỹ trận lưỡng hơn nữa. căng thẳng sôi động và đầy tính giải trí. Một cú sút hoàn hảo. Ôi tiếc quá trời luôn, bóng này chuyền đi đâu vậy trời. Anh ta đang có phong độ tốt, chúng Quả ta cần đấy là phải hết cũng sức phải cẩn tự thận mình khi tấn bấm công. chuyền thôi, Bàn thắng đã được công nhận, chúng ta không hiểu mỗi ngày sẽ sao càng tự làm tốt nhiên hơn trong ra trận uống đấu nó chuyền đó. trước khi bấm chuyền nó Không chuyền. thể để thế này được, mau giành lại thế trận đi nào. Sắc như dao cạo, mọi kế hoạch. Đấy. Wow, người hâm mộ đang điên đảo với pha bóng đỉnh cao của anh ấy. Cứ cố gắng hết mình đi nào, chiến thắng đang trong tầm tay của chúng ta. Trận này Anh mình ta thi thật sự đấu đoán cũng trước tương được đội đối là bóng xuất mình. sắc rồi. Thật tuyệt khi nhìn thấy các chàng trai của chúng ta tràn đầy tự tin. Có cứu thua, có ghi bàn và có kiến tạo. Ôi, đối phương đã có được bàn Tất thắng. hai bốn Chúng ta đều. đang quá bất cần. Chúng ta cần phải ngay lập tức vươn lên dẫn trước bằng một bàn thắng. Đúng rồi, Khả năng sút đồng đội hoàn toàn có thể tin vào những đường chuyền của anh ấy. một đường chuyền quá đẹp của mình thế mà không tận dụng được. Đúng rồi, đọc luôn. Ôi giời, ông này ông sút kiểu gì vậy trời. Thôi xong, may quá, ném lên nhanh. Đúng rồi, tôi đây ông ơi. Tốt Vào quá. rồi, bàn thắng tuyệt đẹp. Tôi muốn xem lại nó thêm nhiều lần nữa. Tập Lẽ trung vào người ghi cú đi bàn nào, đừng để là nhận thêm một winner bàn luôn thua nào đi. khác. Đấy rồi, chuyền đi. Đúng rồi, mình xin nha. Chúng Yêu ta đang cưng kiểm soát quá hoàn toàn cơ. trận đấu. Ui.
Thật tuyệt vời. Vời. Bàn thắng tuyệt đẹp khiến cả khán đài phải đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Posuka cũng có một trận đấu rất xuất sắc. Có lẽ Posuka rất phù hợp với lại cái sân bóng Busan này. Anh sút quả nào là đi quả đấy. Mượt luôn. Một cú hat-trick rồi. Chúng ta cần phải tìm cách để thoát khỏi cơn ác mộng này. Zola bên phía đội bạn đã có một bàn. Một hat-trick. Thắng rồi. Vỗ tay. Đúng như dự đoán. Vỗ tay. Vô cùng thuyết phục. Win. Xin chào 1 triệu anh em đang xem nhé. Chế độ Volta này mà không xem thì còn xem cái gì nữa. Chúng ta đã thấy sự xuất hiện của những cầu thủ tiếp theo trong team của chúng ta. Có Lampard, có Raul, Messi, Ramos. Như vậy là Messi đã được thay bằng đang có sự đảo cầu thủ. Đây, 4 cái tên cuối cùng này. Saul, Ronaldo, Vulis, Lampard. Vậy là chúng ta không có một trung vệ hậu vệ đúng nghĩa luôn. Bên phía đội bạn cũng vẫn là Joao Béo, Neymar và Madison. Hậu vệ là Van Dijk. Let's go. Ta sẽ vào trận đấu. Vào trận rồi. Chắc hẳn đây sẽ là một trận đấu đầy kịch tính. Đúng wow, rồi. Người hâm mộ đang điên đường chuyển của tôi nó luôn gây ra một cái sự chết chóc nào đấy cho hàng phòng ngự của đội bạn. Rất kỹ xảo. Đường truyền vô cùng kỳ xảo anh em ạ. Đúng rồi, đây là Raul. Không được rồi. Ui, may quá. Người vừa cứu thua có lẽ là David Simon. Đúng rồi. Đường kiến tạo của tôi là rất tuyệt vời. Đường tạt cánh hơi thấp rồi. Một đường thấy chưa? Wow, bàn thắng đỉnh cao là đây. Tiền đạo mà truyền quả nào chết ngay quả đấy. Có thể thấy thế trận đã nằm trong tay chúng ta. Chúng ta đang có lợi thế vô cùng lớn. Cách biệt của chúng ta đã là 2 bàn rồi. Bây giờ đã là 2 bàn rồi anh em ạ. Raul. Một pha kiến tạo rất hay. Chết rồi. Lên hết rồi. Không còn ai ở nhà phòng ngự nữa. Cha. Đây. Vừa cười xong nghe lại dính nước đòn nghe này. Đội bạn có lẽ có vẻ là hơi vô duyên rồi. Thôi mình cứ chạy từ đây rồi chắc ăn nấp ở phía trên thì nó chắc. Có cơ hội là ta sẽ bứt tốc ghi bàn ngay. Đây là Lampard. Hay quá trời luôn. Đây. Đúng chỗ là được. Vâng rồi. Bàn thắng tuyệt đẹp. Tôi muốn xem lại nó thêm nhiều lần nữa. Tôi chưa bao giờ bình luận sảng khoái như thế này. Có phê luôn đúng không anh em? Anh ta là một bàn thắng đã được công nhận. Chúng ta vốn như đã vậy là tốt hơn trong tình huống đó. Đã có bàn gỡ rồi. Chúng ta vẫn đang dẫn trước nhưng phải tập trung hơn.
Chuyển đây cho mình đi bạn. Vậy đã lên đến con số là 2.000 anh em xem rồi. Một cái số đông, rất đông như livestream của mình. Thùng lưới rồi, người hâm mộ đang thất vọng. Quên bàn thua đó đi, chúng ta cần bảo vệ lợi thế dẫn bàn. Đây là Raul. Đây, chuyển đây đi bạn yêu. Thế là không được rồi. Đấy. Hơi tham đúng không ạ? Một cú sút đáng sợ. Rồi. Wow, một siêu cầu thủ như anh ấy xứng đáng có một cú hat-trick cho riêng mình. Chỉ cần bảo vệ lợi thế dẫn bàn này thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Cách biệt đã là 3 bàn rồi. Thắng. Như vậy là những hiệp 1 kết thúc. Trận họ thắng đã chơi rất tốt ở hiệp đấu này. Tôi tin là họ sẽ giành chiến liên thắng tục chung cuộc. Chúng ta. Vậy đã có 3 triệu anh em đang xem livestream rồi. Cố gắng đẩy lên 3 tỷ đi anh em ơi. Hiệp 2 bắt đầu, lợi thế vẫn đang nằm trong tay của chúng ta. Thủng lưới rồi, họ cần phải phòng ngự tốt hơn. Chúng ta không được để họ ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào nữa. Đúng vậy, chúng ta không nên để họ dẫn trước nữa. Tuy nhiên thì quan trọng là tìm được bạn. Đấy, không rất dễ bị thua. Để diễn tả kỹ năng tuyệt đỉnh của anh ấy cả. Cứ cố gắng hết mình đẹp nào trai. Chiến thắng đang trong tầm tay của chúng ta. Trận đấu sẽ chỉ... Wow, nhìn cái cách mà anh ta ăn mừng kìa. Đó là một màn ăn mừng tri ân người hâm mộ. Như vậy đây đúng là một trận đấu tennis rồi. Đó là đi bộ. Không không đơn giản chỉ là một trận futsal mà đây là một trận tennis. Một đường chuyền tuyệt vời. Đồng đội của anh hẳn phải rất hài lòng. Chuyền luôn bạn đây. Bạn cứ ghi được bàn là bạn có quyền nếu không có, cầm bóng sao? Và đã phải nhận bàn thua. Như vậy là không được, thấy chưa? Không được để mất chơi đồng đội. Mau giành lại thế trận không nào. Chơi đồng đội là y như rằng là toang. May quá. Chuyền đi bạn đây. Cứ lo qua làm gì vậy? Ô ô ô. Ông này. Chuyền rất hay, hôm nay anh ấy đang đạt phong độ tốt. Thanh nhẹn nên không có người yêu bảo. Bảo 2 tiếng anh ơi, làm phát 10 phút 3 phút 3 phát thì học. Đấy. Nó phải nhanh lên. Cần phải linh động hơn, đối phương quên bàn thua đi. Ôi giời. Lên nào. Như vậy chúng ta đang có 1 tỷ anh em đang xem livestream. Rất đông anh em đang xem livestream. Tận 1 tỷ rồi. Cứ như thể là bóng tự tìm đến chân đồng đội vậy. Tượng của anh đồng đội hoàn toàn có thể tin vào những đường truyền của anh. Đây, đúng rồi. Đối phương đang đọc suy nghĩ của chúng ta. Thì như mình chưa ghi được bàn trong trận này. Cả đường truyền của chúng ta. Mà đúng không ghi được thật. Trận này vô Raul không có nhiều cơ hội để thể hiện rồi. Chuyền cái gì vậy trời? Cái này không bấm nhanh là tự nó chuyền luôn nhá. Mà truyền toàn những đường truyền bóp tim luôn. Đấy, đúng rồi. Truyền đấy bạn yêu ơi. Mình đây nè. Đóng luôn. Đấy. Nãy giờ đứng ở trên mà chưa ăn hôi được quả nào các anh em ạ. Mày quá. Chúng
Chúng ta cần phải ngăn chặn không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào để sút nữa. Tôi cứ chạy lên nhé. Đấu đúng rồi. Đây là cơ hội của mình đây. Ôi. Một pha tắc bóng rất nguy hiểm nhưng cực kỳ chính xác. Chơi bẩn thế nhỉ. Bạn cũng khá rắn đấy chứ đùa. Nhanh luôn. Thằng này sao tham vậy trời. Van Dai. Chúng ta cần. Ôi, đối phương đã có được bàn thắng. Chúng ta đang quá bất cần. Không thể để thế này được. Mau giành lại thế trận đi nào. Ôi trời ơi. Sao Ra Un lại chuyển như vậy được. May mắn đã không mỉm cười với chúng ta trong suốt trận đấu ngày hôm nay. Trận hòa hơi đáng tiếc. Tiền đạo mà không bàn thắng. Nhưng mà khi tạo được hai bàn này. Chuyền được 10 cú chuyền thành công. Chặn được 1. Vẫn đứng thứ nhì về điểm phong độ. Xin chào 1 tỷ anh em đang xem trên toàn thế giới nha. Tỷ là hơi căng đấy. Đây là Fernando Hierro, Sergio Ramos, Maldini. Anh em tối chắc lên giường đắp chăn đi ngủ hết rồi sao? Vẫn phải trời nóng như thế này làm sao mà lại phải đắp chăn đi ngủ. Như vậy đội hình của chúng ta sẽ bao gồm Ramos này, Maldini này, Raul, Cristiano Ronaldo. Bên phía đội bạn là Diop, Bruno Fernandes, Van Basten và Michael Owen. Đều là những cái tên rất chất lượng. Bắt đầu rồi, cho đối thủ ta được xem những idol thần tượng bóng đá của chúng ta thi đấu môn futsal trong nhà. Đây rồi, mình xin nhé, không trượt được bạn yêu ạ. Ui sổ ôi, thế mà vẫn trượt. Môn của đội bạn bắt rất hay. Thôi, các ông về để tôi đứng ở trên nhé. Đây này, tôi đây nè. Thôi chết rồi. May quá. Đây, mình đây bạn yêu ơi. Đúng rồi. Cú sút trượt thế nào được. Tuyệt vời. Mình đã gọi là combat thì chỉ có nát thôi nhá. Giữ cái đầu lạnh để mang về chiến thắng. Một pha dứt điểm hơi bị phiêu lưu. Đấy rồi. Một cú sút hoàn hảo. Đấy, thấy chưa? Wow, nhìn cái cách là anh ta ăn mừng kìa. Đó là cái này người ta gọi là tiểu phu đốt củi này. Thế trận đã nằm trong tay chúng ta. Tình huống chọc khe luồn hám thủ môn của bạn luôn. Đấy, nó ở cái tầm. Đây lọt khe đây bạn ơi, lọt khe đây này. Đọt khe đây bạn yêu ơi. Đọt khe đây bạn yêu ơi. What? What the fuck? Cái gì vậy? Không truyền về cho thủ môn à? Đi ốp. Ui giời. Tưởng thế nào kìa. Hóa ra
có thế. Đúng rồi, mình xin. Ý, mình đây nè, yêu bạn Trận quá. đấu sẽ chuyển Ôi sang trận chung giời kết với những ơi, cú sút trái phá như thế này. thế mà còn không ăn được nữa thì hỏng. Hỏng hết. Hỏng hết cơm của mẹ nấu. Ôi giời ơi, chui hết lên thế này. Thôi, cho đội bạn một bàn đi. Dẫn trước hai bàn rồi. Mình thắng nhiều quá, đội họ lại bảo là mình tham. Mình vẫn biết chia sẻ cho những người thiếu may mắn. Cái gì vậy trời? Quên bàn thua đi, tiến lên nào. Chúng ta không được để họ ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào nữa. Mình đây nè bạn yêu. Không được à? Các bạn đang rất quyết tâm đấy. Chạy về phòng ngự đấy các bạn. Toàn đến nơi rồi. Thủng lưới rồi, họ cần phải phòng ngự tốt hơn. Ông Ramos với ông Manini ở nhà phòng ngự ấy nhá. Chúng ta đã ở rất gần chiến thắng Công rồi, đá thật phòng đáng ngự tiếc. của công cứ chạy lên làm cái gì? Chuyền đi. Nhưng phải nói là đội bạn cũng Ôi, đối phương đã có được bàn thắng. đang Chúng thể ta hiện đang một phong quá bất cẩn. độ lội ngược dòng rất tốt Các đấy. chàng trai của chúng ta cần phải tìm lại chính mình. Trời ơi, cứ dẫn một phát là lại toang ngay. Chẳng lẽ tôi đá tiền đạo tôi lại phải lùi về phòng ngự cho các ông? Các ông mới tự mà phòng ngự. Đúng rồi. Đây rồi. Cơ hội rất tốt để tôi có thể gỡ hòa. Đây Ôi chính là cú giời sút chúng ta muốn chiêm ngưỡng khi ơi. đến Ok, xem ông trận ra đấu. đây xong sút buồn cười thế nhỉ? Wow, người hâm mộ đang điên đảo với pha bóng đỉnh cao của anh ấy. Đó là vẻ đẹp của môn thể thao vua đấy. Đúng rồi, rất là gay cấn và kịch tính, những màn ăn miếng trả miếng liên tội của hai đội. Cú sút Ôi rất đẹp. dồi ôi, tại sao lại có thể Hiệp trượt 1 được đã chứ? khép lại, quả thật là một hiệp đấu kịch tính. Hiệp 1 đã có rất nhiều bàn thắng được ghi rồi, 6 bàn chia đều cho hai đội. Hiệp 2 chính thức bắt đầu. Với màn trình diễn ở hiệp 1, tôi tin họ sẽ là Xin người chiến thắng. chào 10 tỷ anh em trên toàn thế giới nha. Xin chào 10 tỷ anh em đang xem livestream của tôi nha. Số lượng xem cực kỳ khủng. Có lẽ các bạn cũng đã dành cái niềm đam mê túc cầu rất Họ đánh lớn mất thì tập các trung bạn và mới đã có phải những nhận lượt bàn xem thua. khủng như vậy. Tận 10 tỷ lượt xem. Có lẽ Chúng sau ta có thể chiến livestream thắng này nếu cố tôi gắng nhiều sẽ hơn trở nữa. Ghi thành bàn đi nào. streamer hot nhất quả đất. Vâng. Mặc dù họ là đối thủ, tôi cũng không thể ngăn mình khen ngợi họ vì những đường chuyền đó. Anh em về phòng ngự đi. Đây 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 bạn ơi, mình đây bạn ơi. Ôi dồi ôi, thủ môn kìa. Thủng lưới rồi, người hâm mộ Thủ đang thất môn bắt vọng. tim, bóp tim rồi. Ai đó nói cho các cầu thủ của chúng ta chiến thuật là cái gì đi. Cứ để đấy. Nào xong công việc thì con sẽ xử lý. Ui giời, cú đánh đầu của Ramos. Đây là Van Basten đang đứng trong tình huống đá phạt góc. Với những trận đấu hòa và thắng liên tiếp thì có lẽ trận này chúng ta sẽ bị thua. Thắng nhiều cũng chán, thua lấy trận cho có động lực. Ui giời, chuyển nhanh. Ôi dồi ôi, lên hết cả đội thế này. Tôi đã bảo rồi, tôi đã tiền đạo, tôi không thể Chúng ta về cần tôi phải phòng ngăn chặn ngự cho cầu các thủ đối ông được. phương có bất cứ cơ hội nào để sút nữa. Các ông phải
phải hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình chứ. Ba Đấy, thắng đã được công nhận. Chúng ta vốn đã có thể công làm nhận tốt là hơn cái trong tem trận đấu đó. mình nó phòng ngự ốc Đây chắc chó chắn ghê. không phải là điều mà các fan mong muốn nhìn thấy khi tới đây xem bóng đá. Phòng ngự quá là ốc chó luôn rồi, lộn mề quá trời. Đúng rồi, đấy nè, Những đường chuyền tốt là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến chiến thắng. Mandini sút kiểu gì mà bóng toàn đưa vào cột không. Anh ta là một chuyên gia kiến thiết lối chơi thực thụ, cần phải kiểm tra anh ấy. Chuyền đi, tôi sút nó Vào có vào được lưới, đâu. không còn mỹ từ gì để diễn tả kỹ năng tuyệt đỉnh của anh ấy Trận cả. này Raul là Có thêm phút bị nữa thôi, delay bàn rồi, gỡ hòa sắp đến rồi. trận này Raul bị dìm rồi, thì chắc Ông luôn ta rồi. như thể điều khiển cả đội bằng tay cầm vậy. Quên bàn thua đi, tiến lên nào. Cái gì thế này? Các cầu thủ của chúng ta cần phải chuyên nghiệp hơn nữa. Đúng trận đấu các team móc chó là Đối phương đang tập hơi đau trung lên của đầu, chúng ta. Họ chặn đứng tất cả đường đợi truyền của chúng toàn. ta. Ôi dồi ôi, Nếu không có đối sách phòng ngự hợp lý thì chỉ vài cú sút nữa thôi họ sẽ có bàn thắng. Tắc bóng hoàn hảo. Anh ta đang bắn đạt cú đã đỉnh như cao. đã đại bác, sợ thật. Cái gì vậy trời, hai ông ở trong không chịu truyền, nhìn đá Anh thế ấy là đang biết tận hưởng rất IQ nhiều cao quyền. thế nào rồi đấy. IQ nó cao quá trời luôn, nó cao đến mức tối thui luôn này. Thủng lưới Đó, rồi, họ cần phải phòng ngự tốt hơn. IQ cao quá, nhà ông nhiều chất xám quá trời luôn. Giống những cái Chứng tình quái huống gì đã như xảy vậy ra? dễ Sao chấp mà cách nhận biệt có rồi. thể lớn đến như vậy? Một trận bại xứng Tôi tin đáng, là những chàng trai của chúng ta sẽ nó vượt hoàn qua kết toàn quả là này xứng sớm đáng, muộn. không có cái lý do gì để mà phải 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 bào chữa cả. Nó hoàn toàn xứng đáng, không có lý do gì để phải bào chữa cho vấn đề này. Tôi sống đến từng này tuổi rồi, tôi chưa bao giờ gặp cái trường hợp như thế này. Chứ mà phải con tôi là tôi đấm rồi một trận từ lâu rồi. Tôi oánh cho lên bờ xuống ruộng, đánh từ bờ ruộng lại lên trên đường, lên đường rồi tôi lại oánh lên bờ ruộng chứ. Xin chào nửa tỷ anh em đang xem livestream nhé. Anh em đi qua nhớ búng cho mình ít sao nhé. Rồi có một bạn đã tung vào tài khoản của mình 100 triệu nhé. Cảm ơn bạn nhé. Đây là một bí mật mà chỉ có chúng ta biết và thôi. Trọng tài đã ra hiệu bắt đầu trận đấu. Tôi thấy căng thẳng quá anh em ạ. Mở bóng rồi, thủng lưới rồi. Họ cần phải phòng ngự tốt hơn. Rút Van Không có gì phải Nistelrooy lo đúng lắng không? cả. Lion Hãy thể Hero. hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. Đây đi bạn yêu. Một cú sút hoàn hảo. Vào Đấy, rồi, ba thắng sút tôi thật phải như đẹp. vậy. Tôi muốn xem lại nó thêm nhiều lần nữa. Khi bàn xong thấy mình đẹp trai hẳn, đúng không? Bóng đá nó là như thế đấy các bạn ạ.
đại. Trên này mình trên đây nè. Ôi, đối phương đã có được bàn thắng. Chúng ta đang quá bất cần. Có phải các chàng trai của chúng ta vẫn đang khởi động không vậy? Cú sút rất chính xác. Ui giời. Tình huống gây tiếc nuối cho người hâm mộ. Ronaldo. Quên bàn thua đi, tiến lên nào. Chúng ta có thể chiến thắng nếu cố gắng nhiều hơn nữa. Ghi bàn đi nào. Thế là phòng ngự thế thì bảo là sao chúng không ta toàn có thể làm tốt hơn trong tình huống đó. Ốc bà đậu. Thật đau đớn khi nhìn thấy sự thất vọng của người hâm mộ. Ôi dồi ôi, chưa gì đã 1-4 rồi cả. Một cú sút đáng sợ và chuẩn xác đến từng mm. Thế mà nó vẫn chụp được phải biết rồi đấy. Chuyển nhanh yêu ơi. Chạy về nhanh thật. Họ đã mất tập trung và đã phải nhận bàn thua. Một tình huống rất hài hước. Đó là một phá đốt lưới nhà của cầu thủ đội bạn. Tôi cảm thấy sắp có một cuộc lội ngược dòng rồi đấy. Cánh biệt đã được rút ngắn xuống rồi. Liên tục là những đường chuyền nguy hiểm. Nếu chúng ta không cẩn thận sẽ bị anh ta chọn hành. Thế là ông hậu vệ kìa. Cái ông hậu vệ kìa không biết, biết chơi không vậy. Đấy. Ui trời ơi. Phải nói là thủ môn đội bạn bắt hay. Công nhận rất hay luôn. Thì cũng như thế mà đỡ được là biết rồi đấy. Đấy bạn ơi, chuyền đây cho mình bạn ơi. Đấy. Sắc như dao cạo. Úi giời ơi, thế mà không vào được. Một đường chuyền sắc như dao cạo vậy. Nhìn kìa, sở hữu một ngôi sao chuyền bóng như thế này mà không thắng cũng phí nhỉ. Công nhận mình truyền hay. Hết hiệp 1 rồi, nếu cứ chơi như mơ ngủ thế này thì thua là cái trận chắc. Này mình họ đang gánh tin của mình. Hiệp 2 đã bắt đầu rồi, trận đấu vẫn chưa kết thúc và cơ hội vẫn còn đó cho chúng ta. Cái biệt vẫn chỉ là 2 bàn thôi. Nếu chúng ta tập trung thì chúng ta hoàn toàn có thể gỡ được. Phòng ngự hết định. Chúng ta cần phải thùng lưới rồi. Người hâm mộ đang thất vọng. Để Firmino nó nhảy lên nó đập rồi quả. Thà để tôi ra đá có khi còn hay hơn. Thật. Cho ta vào sân đá còn hay hơn chúng mày đá trên sân. Tệ quá trời. Phòng ngự một cười quá. Công phòng ngự nó chạy tù lùm phát nháo hết. Chá đầu với đầu. Kìa. Chuyển đi. Cái thằng này. Sao nó đứng sao vậy trời. Đờ. Chết sợ. Một cú sút đẹp như truyện tranh. Thanh niên nào vừa mới bảo ba thì đừng có ra đây mà đá FIFA nhá. Đồng đội hoàn toàn chết tin vào những đường chuyền của anh ấy. Đang phê, đang đời hư ảo đưa em vào cơn phê
Tuấn Mê mà ra đây đứng đá FIFA đứng được chưa này, đấy nó phải Mỗi như người này. rút hoa Ui nào. giời, thế nói chuyện gì. Đúng rồi, đấy, chuyển luôn. Chuyển quả tối thế nhỉ. Đầu óc tối như đuối hũ đậu luôn. Ôi dồi, gì Hat-trick, đã đến lúc chấm dứt những bàn thắng của đối phương vậy? rồi. Không biết tại sao. Làm thế nào mà chúng ta có thể thua thảm như thế này? Không thể tưởng tượng nổi. Thôi, chúng mày ở lại chơi nhá, tao chơi một mình đây. Lương chuyền đó vừa mở ra một cơ hội cực kỳ ngon ăn. Chơi như các bạn thì các bạn phải chơi với cùng với nhau nhé, còn Anh ta mình đang đặt chơi phong như độ này mình cao, chơi một chúng ta mình nên thôi. cẩn thận khi tấn công. Các bạn chơi hay Những quá đường chuyền cơ. tốt là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến chiến thắng. Cứ Ui giúp sổ như vậy rồi chúng ta sẽ làm tung bóng lưới của đối phương cái thôi. team này sao mà chút chút chúng nó nhanh thế nhỉ. Thủng lưới Đấy, rồi, họ cần phải phòng ngự tốt hơn. có lẽ team này nó biết mình đang live stream hay sao, nó xúc như thật. Rời xa chiến thắng rồi. Toàn đấy, để xem nào. Ui trời ơi, mẹ nó đánh người như thế mà hình như là ở đây không có trọng tài. Nếu không có... Ôi, đối phương đã có được bàn thắng. Chúng ta đang quá bất cẩn. Đây chúng ta không thấy trọng Đây chắc tài chắn nào không đây. phải là điều mà các fan mong muốn nhìn thấy khi tới đây xem bóng đá. Họ cần tận dụng khoảng trống thay vì cứ lao vào đối phương như thế này. Cứ như thể chúng ta đang phải đối mặt với một bức tường gạch khổng lồ vậy. Chúng ta cần hat-trick rồi. Anh ta chắc chắn là cầu thủ chơi hay nhất ngày hôm nay. Hôm nay có vẻ như là một ngày tồi tệ với chúng ta. Một trận đấu cạn lời, cạn lời, cạn lời luôn. Cú sút rất chính xác. Sút kiểu gì Nhìn cũng cái bật cách mà anh ra. ta ăn mừng kìa. Đó là một màn ăn mừng tri ân người hâm mộ. Ghi thêm một bàn nữa thôi nào các chàng trai. Tôi tin là những chàng trai của chúng ta sẽ vượt qua kết quả này sớm thôi. Ông Văn Văn Đài ông ấy phòng ngự như thế mà lại đứng đầu, đứng đầu điểm của team. Chúng ta đang có sự chọn lựa lại đội hình. Lắm tại sao tối nay lại có số lượng người xem nó vượt trội như thế nhỉ? Vậy là tôi đã thấy tăng lên con số là 2 tỷ anh em đang xem rồi. Team của chúng ta sẽ gồm Ngọc Hải này, Ban Lách này, Raul và Dô Béo này. Thêm đội bạn là Wan Bi, Ulis, Messi và Ronaldo. Trận đấu bắt đầu. Thần chiến thắng sẽ mỉm cười với ai đây? Ôi, tôi nghĩ là tôi đã lỡ thích cách đánh trận của anh chàng này rồi. Mà yêu thì chắc chưa đâu.
môn có một phản xạ rất tốt. Cơ hội chúng ta đây rồi. Chuyền đấy bạn ơi. Đúng rồi. Vẫn chưa vào. Thủng lưới rồi, người hâm mộ đang thất vọng. Có phải các chàng trai của chúng ta vẫn đang khởi động không vậy? Để mất bóng như thế thì đúng là không hiểu tại sao nổi luôn. Quên bàn thua đi, tiến lên nào. Không có gì phải lo lắng cả, hãy thể hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. Một cú sút đẹp như truyện tranh. Những cú tắc bóng thế này làm cho hàng phòng thủ của đội trở nên vô cùng chắc chắn. Thấy chưa? Vào rồi. Bàn thắng đến phải tinh tế như vậy chứ. Thêm nhiều lần nữa. Không chịu thôi. Xem. Bàn gỡ hòa sắp đến rồi. Nâng cao kỹ năng lên. Rất điểm nó phải như vậy. Nó mới ra vấn đề. Đúng rồi. Đóng đi. Không được. Băng cắt mà không đánh đầu được. Bàn thắng đã được công nhận. Chúng ta vốn đã có thể làm tốt hơn trong tình huống đó. Tại sao đội bạn lại có thể là... Ai đã nói cho các cầu thủ của chúng ta chiến thuật là cái gì đi? Nhanh như vậy được nhỉ? Chưa thật sự hoàn hảo, nhưng đó là một sự cố gắng đáng ghi nhận. Hết hiệp 1 rồi. Hết hiệp 1, chúng ta cần phải phân tích điểm yếu của đối thủ để chiếm lợi thế trong hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu, chúng ta phải thi đấu thật máu lửa để giành lại thế trận. Nó nhanh thế nhỉ? Bấm nút chuyền rồi mà vẫn không kịp. Ôi trời ơi. Thế ông còn sút thủ vào. Đây.
Chào. Tốn nhanh thật đấy. Nét, họ đã mất tập trung và đã phải nhận bàn thua. Công nhận cái này nó đây chắc chắn không phải là điều cần mà các cái fan mong muốn nhìn sự ổn thấy định tới cao đá. Chứ mà đá tìm hôm nay máy anh tự đã đạt được tốt. Thật tuyệt vời. Máy bàn tự thắng tuyệt đẹp bố trí khiến cả thì khán đài hơi phải căng. Đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Cơ hội đến rồi. Này phải nó nắm phải lấy được cơ tổ hội này đội và của giành lại mình thế trận. Thì nó mới ăn ý được. Sẽ gặp cái tổ đội mà Lơ ngơ là ngơ là cũng căng phết đấy. Rất Ok. chính xác. Thật tuyệt khi nhìn thấy các chàng trai của chúng ta tràn đầy tự tin. Họ không nên để đội bạn có nhiều khoảng trống như vậy. Trận đấu sẽ trở nên nhàm chán nếu không có những cú sút trái. Wow, bàn thắng đỉnh cao là đây. Ghi thêm một bàn nữa thôi nào các chàng trai. Trận này mình cũng đã ghi được hai bàn rồi. Không đến nỗi nào. Cảm giác thủ môn đội bạn bắt hay quá trời rồi. Đồng đội hoàn toàn có thể tin vào những đường truyền của anh ấy. Một cú sút đá thấy chưa? Và anh ta đã có một cú hat-trick. Hat-trick của mình luôn. Phát đi lên. Từ giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu. À chờ bốn đều rồi. Trận này với hat-trick của thôi thì đã bốn đều rồi anh em ạ. Xong ôi giời. Tiếc quá trời. Wow, thế mới là phòng ngự chứ. Ôi giời ơi, sẽ rất khó để thằng vượt qua người ta. Nó khỏe vậy trời. Đấy. Từng cú sút trúng đích một cách vô cùng đẹp mắt. Ôi giời ơi, xong rồi. May quá. Chúng ta đã có một trận hòa vô cùng là quả cảm luôn rồi. Tôi tin rằng lần sau họ sẽ chơi. Vậy, trận này thì tôi đã đạt điểm cao nhất đội rồi. 9 điểm. 3 bàn thắng, 1 kiến tạo. Sút chính xác 6 lần. Một thông số chính xác là gánh tim. Nó thật sự là gánh tim. Chúng ta sẽ đến vào những trận đấu tiếp theo. Chế độ Volta này chỉ mở cửa từ 6 giờ tối cho đến 12 giờ đêm à đến 10 giờ tối thôi.
nhiều rất nhiều bạn chơi, những bạn lên đến 67 trận thắng luôn rồi. Team của chúng ta đang có là một team vâng, mà ngày hôm bao nay gồm đội bạn bóng của biết chúng ta chơi sẽ đấy. viết lại lịch sử và trở thành huyền thoại. Xong ra là tự nhiên ông đơ vậy trời. Họ đã mất tập trung và đã phải nhận bàn thua. Có phải các chàng trai của chúng ta vẫn đang khởi động không vậy? Thủng lưới rồi, người hâm mộ đang thất vọng. Một bàn thắng rất đẹp của Diego Maradona. Ai đó nói cho các cầu thủ của chúng ta chiến thuật là cái gì đi? Chưa kịp nhìn. Anh ta có khả năng một cú thật thấy chưa? Tuyệt vời. Bàn thắng tuyệt rất đẹp khiến tinh cả tế khán đài luôn, phải đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Nhẹ nhàng vậy thôi, không cần phải mạnh làm cái gì. Một tia hy vọng vẫn đang cháy, cơ hội vẫn còn đó. Nhẹ nhàng đơn giản nhưng hiệu quả cao, hiệu quả tương đối cao. Đây rồi, thấy chưa? Vào Chuyện rồi, có bàn thắng vi tuyệt diệu đẹp. Như vậy Tôi muốn xem lại nó thêm nhiều lần nữa. Đó trận là đấu những đã cái quay tình về huống thiên thần xử bảng. lý vô cùng đẳng cấp và vi diệu của chúng ta. Chúng ta cần phải phát huy những tình huống như thế. Quên bàn thua đi, tiến lên nào. Không có gì phải lo lắng cả, hãy thể hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. Bóng đá phút sàn châu Âu cao gần 2 mét vào. Cú sút rất chính xác. Cứ ấn càng là sút y càng trượt. Không vì gì phải hy vọng, cứ sút nhiều, rồi bàn thắng cũng sẽ đến. Nó hơi bị thiếu lucky đấy anh ạ. Bàn thắng đã được công nhận, chúng ta vốn đã có thể làm hơi tốt bị hơn thiếu trong lucky đó. Rồi. Các chàng trai của chúng ta cần phải tìm lại chính mình. Thẳng ra là sao nó buồn cười đấy nhỉ. Đây rồi, tốt quá nhỉ. Cứ sút như vậy rồi chúng ta sẽ làm tung bóng lưới của đối phương thôi. Một cú kìa. Sút như chuyện tranh. Sao lại không thể vào được những tình huống như thế nhỉ? Chưa đi, đúng rồi, sang đây em yêu. Không sang được luôn à. Đây nè. Tuyệt vời. Chỉ một chút nữa thôi. Một vào rất rồi. May. Không còn mỹ từ gì để diễn tả kỹ năng tuyệt đỉnh của anh ấy cả. Rất may là đã kịp thủ môn đội bạn bắt như hacker vậy. Cố thêm nhưng chút mà nữa anh thôi. Là bố Bán của các bạn hacker. Rồi. Chưa đi, đúng rồi. Xong luôn. Cú hat-trick hôm nay là ngày của anh ấy. Dội quá, dội quá. Mình dội ghê. Trận đấu sẽ chưa kết thúc, chừng nào tiếng còi chưa vang lên. Thật sự là ấn tượng. Tôi không ngờ là mình có thể xử lý nó đẳng cấp như vậy. Đây rồi. Cú sút rất đó, thấy chưa? Wow. Mà đúng là đẳng cấp thật anh em ạ. Biên đạo với pha bóng đỉnh cao của anh ấy. Ghi 4 bàn, hỗ trợ 1 bàn luôn. Giữ cái đầu lạnh để mang về chiến thắng. Đấy, nó ở cái tầm. Cần phải linh động hơn. Đối phương đang đấy, bóng quá dễ dàng. Chuyển đây cho tôi ông ơi, đúng rồi. Chết chắc với ta. Thế mà vẫn không chết được. Cắt được bóng rồi. Họ nên tổ chức phạt. Một cú sút ai đáng chà, sợ. Bắn chuẩn xác đến từng mm. Phản xạ nhanh thế chứ. Chuyền đây em yêu. Một cú sút. Anh ta có khả năng tung ra những đường chuyền đẹp trong bất kỳ tình huống nào. Nó cũng hơi vô lý giống cái kia cái là thế đấy nào có đấy bấm nhẹ đây là ấn nhanh được mà. Nhưng không sao, chúng ta đã thắng hiệp rồi. Một kết thúc. Liệu chúng ta một trận có đấu của tôi đến được đến đúng 10 đỉnh luôn. Anh em có thể thấy Raul tôi được đánh giá là 10 trên 10. Như vậy là mới kết thúc hiệp 1 thôi. Và chúng ta đến với hiệp 2. Cứ đà này thì thắng chắc hiệp được đâu ạ. Đã nổ một cú bốc cơ rồi là ok rồi.
phải phát huy thêm cú bốc cơ nữa. Mình xin này, đây rồi, chuyền nhẹ nhàng các bạn, không phải vội đâu, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, thủng thỉnh như là tớ đây, thì đá nào vấp mà thì dây nào quàng. Đây, ái chà, mẹ mày xô tao đây à? À, cái thằng này, thế mà nó xô mình ngã thật. Liên tục là những đường chuyền nguy hiểm, nếu chúng ta không cẩn thận sẽ bị anh ta cho ăn hành. Đấy, mình xin. Yes sir, mà đạp một cách vô cùng đẹp mắt, chưa là sự hoàn hảo, nhưng đó là một sự cố gắng đáng ghi nhận. Trồn thế nhỉ. Anh ta thật sự đoán trước được hướng bóng ư? Một pha đánh chặn hoàn hảo. Đúng rồi. Anh em thấy tuần vĩa còn đẹp không? Úi giời, chuyền quả như thế mà ông rất điểm quả, tôi tưởng tượng nổi. Đúng rồi, bây giờ tôi mới thấy những cú QW nó lại lợi hại như thế vậy trong Volta đấy. Tuyệt vời, chỉ một chút nữa thôi là đã có bàn thắng rồi. Một xong luôn đấy, thấy chưa? Ôi trời, kiểu gì mà không vào lưới được nhỉ? Kìa, tự nhiên lại giúp đít vào đít nó làm cái gì? Đây đây, tôi đây, đúng rồi, à, hiểu ý tôi đấy bạn yêu. Thế mà không ăn được. Cú sút rất. Ui giời ơi. Sở hữu một ngôi sao chuyền bóng như thế này mà không thắng cũng phí nhỉ? Phí thật. Một cú sút đáng sợ và chuẩn xác đến từng mm. Những cú tắc bóng thế này làm cho hàng phòng thủ của đội trở nên vô cùng chắc chắn. Một cú trời ơi, đẳng cấp luôn. Petakiu, bàn tay bé này. Có thể thấy thế trận đã nằm trong tay chúng ta. Đúng là năm cánh sao rực rỡ. Chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn khi đối phương đã có một cú hat-trick. Quên bàn thua đó đi, chúng ta cần bảo vệ lợi thế dẫn bàn. Chúng ta vẫn đang dẫn trước. May quá. Họ không nên để đội bạn có nhiều khoảng trống như vậy. Tôi sẽ chạy lên đây đứng. Để chờ. Này này, cầu thủ đối phương đang trình diễn. Họ đã mất tập trung và đã phải nhận bàn thua. Chà, vào tình hình có vẻ khó khăn cho chúng ta rồi. Đúng rồi. Xong luôn. Chuyển đẹp như thế. Cứ sút như vậy rồi chúng ta sẽ làm tung góc lưới của đối phương thôi. Thôi xong rồi. Vẫn kịp. Tập trung vào, chúng ta đang để hỏng hóc quá nhiều. Trận hòa. Nhưng mà có lẽ định đối thủ đã quá may mắn có thể rời sân với một kết quả hòa. 5 bàn thắng rồi mà. Đấy, tôi là xuất sắc nhất trận. 10 điểm. Sút 20 phát, ghi được 5 bàn. Hỗ trợ 1. Trận này mình hoạt động rất tốt. Nhìn thì anh em trong hàng phòng ngự thi đấu hơi kém một chút. Sao? Chúng ta vẫn đang có 1 tỷ người đang xem.
phút nữa sẽ hết giờ của Volta. Chúng ta còn trải nghiệm thêm được những trận tiếp theo đầy hấp dẫn. Anh em chia sẻ đi. Tôi đã thấy sự xuất hiện của Rio Ferdinand, Paul Pogba. Vâng, và Cristiano Ronaldo mùa 20 Totti rồi. Tại sao lại không phải là Ronaldo? Ok. Bên phía đội bạn là cũng là Ronaldo, Robel, Vic, Manini. Trận đấu sẽ rất kịch tính đây. Anh em không xem nhanh thì Volta sẽ bấm cửa đây anh em ạ. Tôi thấy căng thẳng quá anh em ạ. Không có thời gian cho anh em xem Volta nữa đâu. Chúng ta sẽ bắt buộc phải chuyển sang chế độ xếp hạng 11. Đấy, chuyển đi bạn yêu em. Ê, mình xin nhé. Đúng rồi. Ui, chuyển đẹp như thế mà không nào đoán được à? Chuyển đi. Đúng rồi, bị cách phòng ngự đấy. Mẹ dù béo rút kìa. Chắc có lẽ vừa rồi là một tình huống mất trụ của dồ béo anh em ạ. Tố hài ghê. Ván thắng đã được công nhận. Chúng ta vốn đã có thể làm tốt hơn trong tình huống đó. Phải thế mới là dồ béo. Chuyển đây bạn yêu. Chuyển đi. Mỗi một bàn thôi mà có vấn đề gì đâu. Đấy, chuyển cho tôi. Sút hơi vội rồi. Phòng ngự rất hay luôn. Úi giời. Sao có vẻ những tình huống của chúng ta xử lý nó lại khó khăn đến vậy nhỉ? Đấy. Một cú sút xong chưa? Wow. Xong chắc luôn. Cái cách mà anh ta ăn mừng kia. Tôi mà tôi một khi mà tôi đã combat rồi thì chỉ có toang cả team đội bạn thôi. Hiểu không? Nó ở cái tầm. Đây. Đúng rồi. Chuyển đi các quen. Nhìn đi. Mình đẹp trai đây nè. Về đi, về đi. Rất thông minh đấy. Một pha xử lý gây lú cả team đội bạn lẫn team đội mình. Hay quá trời. Đây em yêu ơi, anh đây nè. Đúng rồi. Mẹ thằng Vic này. Mày hết thông em dâu mày lại đòi thông cả ất anh à? Neptune rất hân hạnh tài trợ livestream này. Thủng lưới rồi, họ cần phải phòng ngự tốt hơn. Đúng rồi, đóng đi. Một trận đấu mà việc ghi bàn có vẻ là
một điều hơi bị khó Nó khăn. đã mất tập trung và đã phải nhận bàn thua. Như vậy là trong trận này thì Robéo đã có một cú đúp rồi, cú đúp rất hay của Robéo. Chuyền đi bạn ơi, buồn phục bạn kìa. Dạo này đi ba quẩy nhiều sao mà đá lú thế. Kết thúc hiệp 1, trận đấu có vẻ cân bằng hơn tôi tưởng tượng. Họ phải cố gắng hết sức để lật ngược tình thế trong hiệp 2. Đây bạn đây. Bên phía đội mình mặc định là ông thủ môn cứ như thế tóc là bọn tôi dài, tìm đến tóc trận đồng đùi đội gà, vậy. ông này bắt gà lắm, bớt Một tóc cú đùi sút gà đẹp như khác chuyền bắt gà hẳn tràng. luôn. Nhìn cái kiểu buộc tóc là biết là bắt gà rồi, đã lại Chúng ta thua cần rồi. phải gây sức ép nhiều hơn nữa lên tiền đạo đối phương. Anh ta là một chuyên gia, chúng ta cần phải ngăn chặn khâu cho đối phương có bất cứ cơ hội nào để sút nữa. Tôi đang đứng ở trên này này. Đấy sao đi ông ơi, sao đấy sút không vào căng. Wow, bàn thắng đỉnh cao là đây. Cố thêm chút nữa thôi, bàn gỡ hòa sắp đến rồi. Chỉ còn một bàn nữa thôi, cố lên anh em ơi. Đấy rồi, chuyền cho tôi đi ông ơi. Sao đấy, ui giời, tham thế. Không hiểu ông truyền cho ai. Rồi. Đồng đội của anh kìa. Còn không tưởng tượng nổi anh ấy có thể tung ra một đường truyền như vậy. Truyền đẹp như thế mà cuối cùng xử lý bóng không biết như thế nào, cạn lời luôn rồi. Đây, đây bạn đây, mình đây bạn đây. Đấy, nó phải thế. Sao lại nó thêm nhiều lần nữa? Cơ hội đến rồi, phải nắm lấy tia hy vọng này và giành lại thế trận. Đùa với anh cả, đừng có đùa, đừng bao giờ đùa với tim của anh nghe chưa các em. Đừng bao giờ đùa với trái tim của anh. Trái tim của anh vô cùng sắt đá nhé. Nó có thể chịu được 1.000 năm, 2 tỷ năm em ơi nhé. 2 tỷ năm cô đơn anh còn chịu được thì cái tầm mà thua một vài bàn là chuyện bé như con dế luôn nhé. Tiến lên nào. Như vậy là không có gì phải lo lắng cả, hãy thể hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. Đấy, bị giận trước rồi, chuyền đi bạn đây. Các ông phòng ngự hơi tệ đấy nhé. Trận này là tôi phê bình các ông. Các ông như thế là không được. Ai lại để cho lội ngược dòng như thế. Va vẫn làm ăn, va vẫn. Chết giận. Đúng rồi, đây đây bạn yêu ơi. Ý, mẹ nhanh đều chịu được. Đây em yêu ơi. Đúng rồi, úi giời cái thằng béo này. Thằng con nhà bà béo bán thịt lợn ở chợ. Một cú chết với tao, úi giời. Phải thoát tim. Thằng này hình như là mẹ nó sinh ra động nhện hay sao, động bằng tơ hay sao, cái tay nó bắt dính thế nhỉ. Đây em yêu. Tao đố tao nào mà chuyển lên cho tao ghi bàn đấy. Họ đã đấy. Trình diễn một lối phòng ngự xuất sắc, mọi kế hoạch đều đổ vỡ với khả năng phòng ngự của đối phương. Tao thách thằng nào chuyển cho tao ghi bàn đấy. Khôn như ông mẹ quê tôi đầy. Xong rồi. Thế nó mới tải. Vẫn bại. Hy vọng họ sẽ chơi tốt hơn để không phụ lòng người hâm mộ. Chúng ta có thể thêm một trận nữa không? Tôi thấy vẫn còn thời gian anh em. Xúc thử xem có được trận nữa không. Đấy vẫn được, vẫn kịp. Chắc là vẫn kịp một trận.
Tôi bảo các ông không xem đi, các ông không xem đi, đến lúc không còn cái chế độ này để xem đâu. Rồi ok, tôi thấy đang là mấy phút nữa. Đấy, vẫn được một trận nữa. Đây có vẻ như là mình sẽ nhường các bạn đấy trước. Vẫn mặc định là Raul. Chào 1 tỷ anh em đang xem live vừa chim nhé. Như vậy là có 1 tỷ anh em đang xem live vừa chim này. Cả hai đội sẽ có một màn trình diễn xuất Trận sắc. đấu bắt đầu rồi. Chuyển đây cho mình đi bạn yêu em. Mãi bên nhau bạn yêu em. Đây bạn yêu em, bạn yêu em. Ấy da, mãi bên nhau bạn nhé. Tuyệt Ý vời, chỉ một rồi. chút nữa thôi là đã có bàn thắng rồi. Một đường chuyền sắc như rào cạo vậy. Một cú sút đáng sợ và chuẩn xác đến từng mm. Không, lại mẹ theo cái kiểu là chui hết cả lên rồi, chiến thuật ruồi bầu rồi. Mẹ tốt quá bạn yêu ơi, Một cú sút đẹp như truyện tranh. mình không thể tưởng tượng là bạn có thể truyền cho mình một tình huống như vậy được. Nào, thủ môn bên phía đội bạn vừa tô cao liên hồi đúng chuẩn luôn đấy. Tôi cao đến hồi đến như thế thì mẹ Trần Đức Bò khoái lắm đấy. Cái gì vậy má trời. Tớ nè bạn yêu ơi, đây nè, đây nè. Thấy không? Thấy bụi Pikachu đi không? Pikachu Zaun đi không? Cái gì vậy trời? Đây mình xin nè. Đấy. Ui giời ơi, chuyển như thế rồi mà không ăn được nữa thì chịu luôn rồi. Không thể tưởng tượng Anh nổi. ta có khả năng đọc suy nghĩ của đối phương à? Đúng rồi. Đóng luôn. What the hell. Cái đéo như vậy. Còn đấy mà ông đọc ra ngoài được cái tội chịu ông rồi. Đấy. Ok, mình xin. Ui. Nhìn ông dù béo vậy nó hốc kìa. Bàn thắng đã được công nhận. Chúng ta vốn đã có thể làm tốt hơn trong tình huống đó. Chúng ta có thể chiến thắng nếu cố gắng nhiều nữa. Ghi bàn đi nào. Đấy bạn yêu ơi, cho mình xin nè. Đấy tôi truyền rất đẹp cho các ông luôn đấy. Sau cái trận này mình vô duyên đấy nhỉ, xúc hai quả rồi mà vẫn ra ngoài được, chưa vào quả nào thế nó mới đau vậy. Có cái gì vậy? Đấy. Đấy là đâu và tao là ai? Đấy. Xong luôn. Khả năng sút trúng đích của anh đúng là ở tầm thế Đấy giới. rồi, thấy Quá chưa? vời, ba Đây bàn ghi là bàn, đâu và một tao cú là sút ai? đẹp Đây đến là nhường sân nhịn. chơi của tao và tao có Trận đấu quyền. đã quay về thế cân Nhé. bằng. Chỉ cần thằng nào ức hiếp team của tao, tao sẽ sẵn sàng, tao thịt chúng bay. Đây. Yes.
Ui mẹ nó xô em các anh ạ, à. Mẹ nó ức hiếp em rồi, đủ ma như mày, sao mày dám ức hiếp tao chó này. Anh ta thậm được rồi, đây rồi anh em yêu ơi, em yêu ơi nè, bóng của em đó. Ui giời, mẹ em chơi như cựu công công mẹ vào chùa. Vậy là hiệp 1 đã kết thúc, hãy bùng hết sức ra và cho đối thủ ăn hành vào hiệp 2. Chào 9 tỷ anh em đang xem nha, chào cả hành tinh nha. Bắt đầu rồi, tôi hy vọng hiệp 2 sẽ hấp dẫn. Đây là Luka Modric. Có lẽ những anh em nào có xem livestream này sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc bởi vì cái sự vui nhộn của nó. Ui là cái gì vậy? Đó, rất hay. Độ tấu hài của nó. Sao đây cho mình bạn eo? Thật tuyệt vời. Bàn thắng tuyệt đẹp. Thấy chưa? Khán đài phải đứng tôi đã bảo rồi đừng ơi. Bao giờ đùa cứ với cố gắng chúng hết tôi. Mình nào. Chiến thắng đang trong tầm tay của chúng ta. Đây là thằng béo. Một cú sút làm à, quên nhờ. Đối phương phải thoát rô béo. Xin giới thiệu với anh em tiểu sử cái rô béo. Rô béo con bà béo bán bánh bèo bên bờ biển. Có năng khiếu đó là rộn bom bi. Xong luôn. Anh ta có khả năng tung ra những đường chuyền đẹp trong bất kỳ tình huống nào. Đúng rồi, mình truyền thì phải đẹp chứ các bạn. Mình mà truyền quả nào là nó cứ phải gọi là mê ly quả đấy luôn. Đây bạn ơi, sao ý? Bạn thảm như cậu vậy. Ôi giời ơi, mẹ ông xử lý quá, không khác thì bóp tim mình. Cần phải linh động hơn, đối phương đang lên bóng quá dễ dàng. Tiền đạo của nó có lẽ vẽ là trận này để như kiểu điêu gỗ trần hay sao, trần hóa gỗ rồi sao sút kiểu vậy. Đây bạn đây, đúng rồi. Ui, mấy cái thằng lợn này sao mày chọc nhanh vậy? Chọc mà tao chưa kịp nhìn thấy gì mày đã chọc vào chân tao rồi. Thế thì hỏng. Đây, sao đây bạn yêu ơi, đây đây bạn yêu ơi. Đủ mẹ cái thằng béo này, mày ăn nhiều mày nặng đít hay sao vậy? Họ đã mất tập trung và đã phải nhận bàn thua. Đúng là những cái thằng mẹ tạ nó hay đè tim, bóp tim. Đây, đúng rồi. Mình xin này. Úi trời. Thế thì làm ăn gì nữa? Thế thì làm ăn chó này. Đây đi em yêu. Những đường chuyền tốt là một trong những điều quan trọng dẫn đến chiến thắng. Thấy chưa? Mở cái mắt ra. Ui trời ơi. Mẹ đá mà cứ cúi gằm cái mắt xuống như thế kia thì làm sao mà mày nhìn thấy đường mày chuyền được. Không có gì phải lo lắng cả. Hãy thể hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. Ui giời. Thằng mó đích này. Nó lùn mà nó nhanh ghê. Đây. Anh ấy đang tạo ra rất nhiều cơ hội. Cú sút rất chính xác. Không hiểu sao. Chúng ta đang kiểm soát trận đấu. Ui giời, sút thế thì chết. Sút toàn mẹ nhắm ngắm chim trên trời sút thế thì mẹ. Chắc có vẻ mắt có hơi vấn đề về tọa độ. Đúng rồi. Cứ sút như vậy rồi chúng ta sẽ làm tung góc lưới của đối phương thôi. Mẹ, ba bốn thằng nó chạy về nó chắn. Bực thế nhỉ. Đấy. Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy một màn trình diễn tốt hơn của các chàng trai này vào trận đấu tiếp theo. Vậy là đã hết giờ chơi một ta rồi. Chúng ta sẽ cùng xem những cái gói thẻ này nó là như nào. Không có gói gì đặc sắc.
soi được tỷ số lúc bài thì tôi sẽ phải mua một vị trí thế em và thêm bổ sung được. Tên dễ nhất là Skinner. In người bạn. Có tín hiệu bắt đầu trận đấu từ trọng tài. Pogba, Christian Gunter. Một trọng tài xuất sắc, trận đấu được tiếp tục. Đáng lẽ đó là một pha đá phạt, nhưng ông lại cho đội hưởng các lợi thế. Yeah, ý kiến của tôi hay đi ngược với các vị trọng tài, nhưng cho tình huống này thì không thể nào rồi. Có thể phối hợp. Không ai ngăn cản. Sút như thế sao mà ghi bàn đây? Kyle Walker. Matthew Delic. Pogba. Raul Gonzalez. David Silva, Aguero, Rodrigo Hernandez Cascante, David Silva. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Maresca ngang, cần phải tắt ngay. Cơ hội. Sút. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. David Silva. Matthew Delic. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Phối hợp tốt. Thủ môn đã bắt được bóng. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này.
Ồ, thật dễ dàng cho thủ môn. Aguero. Harry Kane. Ronaldo. Tình huống tấn công rất hay. Gerrard. Cơ hội. Harry Kane. Trận đấu này là của anh ấy với những pha cứu bóng xuất sắc của mình. Sterling. Rodrigo Hernandez Cascante. Chào Cancelo. David Silva. Những pha bắn bật khá đẹp mắt. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Thật tuyệt khi sút. Phán đoán chính xác, De Gea đã ôm bóng trong tay. Sút đi ông ơi, sút đi. Có cơ hội. Một quả đá phạt trực tiếp. David Silva. Chuyền bóng lại thành công. Aguero. Rodrigo Hernandez Cascante. De Bruyne. Ồ, đó là một đường chuyền thông minh. Wow, bàn thắng tuyệt đẹp của Sterling. Thời gian tuyệt vời để ghi bàn, đúng lúc tiếng còi hiệp 1 vang lên. Điều đó sẽ làm đối thủ cảm thấy thất vọng và mất đi hy vọng trong suốt hiệp 1 vừa rồi. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Hiệp 1 của trận đấu kết thúc quá nhanh. Hiệp 2 bắt đầu. Sterling. David Silva. Nguy hiểm. Sergio Aguero. Một tình huống đánh đầu đưa bóng lệch cột dọc, rất khó khăn. Christian Gunter. Ronaldo. Aguero. Tâng bóng hơi thấp. Alexander Golovin. Chào Cancelo. Sao lại chuyển chuyển khó như vậy? Rodrigo Hernandez Cascante. Nicolas Otamendi. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. David Silva. Tiến lên đi. Sút. À, anh ấy đã bỏ lỡ mục tiêu. Alexander Golovin. Harry Kane. Alexander Golovin. Anh ấy đã xuất hiện và làm chết cương bóng. Sterling. Sahim Sterling. Nhanh phết đấy. Không ai ngăn cản. Ronaldo. Cần phải phá bóng ngay. Sẽ có phạt góc. Laporte vừa có pha phóng lên. Đó là một quả ném biên. De Bruyne.
Riyad Mahrez. Anh ấy chơi rất tốt. Tát rồi. Harry Kane. Với phản xạ kịp thời, chiếc cú đánh đầu không mấy khó khăn, tình huống nguy hiểm đã bị vô hiệu hóa. Anh ta đã có một quyết định hoàn toàn chính xác trong pha bóng vừa rồi. De Bruyne. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Đó nên là một cơ hội. Chơi khung thành rồi, suýt nữa đã có bàn cân bằng tỷ số. Sao lại trượt rồi nhỉ? Và bây giờ là một quả ném biên. Pogba. Raúl González. Nếu tôi là một cầu thủ nhà, tôi sẽ rất khó chịu. Đúng là như thế. Chẳng ai muốn bỏ tiền ra để vào sân động chỉ để xem được bóng con cưng của mình thì đấu bạc nhược như thế. Sterling. Aguero. Aaron Bisaka. Chỉ còn 8 phút nữa, trận đấu sẽ kết thúc. Alexander Golovin. Steven Gerrard. Cản phá quá hay. Riyad Mahrez. Có thể tạt bóng. David Silva. Vẫn không có bàn thắng. Vâng, rất đáng tiếc. Nhất là khi nó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu này. Và phía sau là thủ môn. Chào Cancelo. Ronaldo. Raúl González. Và bàn thắng đã tới. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Tôi thấy tiền đạo dường như đã chạy đi ăn mừng rồi, nhưng thủ môn đã làm anh ta thất vọng. Một trong số những người đứng trong kia có thể sẽ trở thành người hùng sau thiếu này. Cristiano Ronaldo. Thủ môn đã đưa bóng văng ra, trận đấu vẫn tiếp tục. Thủ môn có thể đi tới và bắt bóng. Hết giờ. Trọng tài đã nổi còi bắt đầu trận đấu. Pogba. Steven Gerrard. Ronaldo. Đường truyền quá thông minh. Vẫn không có bàn thắng. Một pha không chiến thành công, nhưng tình huống đánh đầu thì lại đưa bóng đi hơi cao so với khung thành. Vieira. Ronaldo.
Sút, pha ngăn chặn tuyệt vời. Cầu thủ của hai đội đang làm mất bóng liên tục. Ronaldo, Harry Kane, Roberto Carlos. Trọng tài xác định đó là một quả ném biên. Roberto Carlos, Ronaldo. Rất trống trải. Cô bóng vào. Và đó sẽ là cú Cristiano Ronaldo. Sút. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Kanté. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Một cú sọc bóng rất mạnh và đá cứ đầu bóng. Raúl González, Matías Vargas, Roberto Carlos, đây là cơ hội tuyệt vời để các chuyên gia đá phạt thể hiện. Thủ môn đã bắt được bóng. Rất nhanh. Nguy hiểm. Cristiano Ronaldo. Đẹp lắm, đánh đầu rất chuẩn. Đánh đầu quá tốt, ghi bàn rồi. Chuyền cho các tiền vệ dưới cánh và những cú tạt bóng chính xác. Bàn thắng là phần thưởng quá xứng đáng cho cả tập thể. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. N'Golo Kanté. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát. Cắt bóng quá hay. Sút đi. Bóng văng, mất bóng. Harry Kane. Họ đã tiến lên đi. Sút đi. Vào. Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Cú đúp cho anh ta và đó là hai bàn thắng rất đẹp. Tỷ số hiện tại là 2-0. Rất khó khăn. Matías Vargas. Thủ môn đã kịp thời khép góc. Vieira. Chấp nhận một pha phạt góc. Harry Kane. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Hiệp một đã kết thúc với tỷ số 2. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai. Raúl González. Davi Proper. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Vào. Bàn thắng tuyệt đẹp của Harry Kane. Đó là một thắng. Một dấu hiệu quan trọng giúp 3-0 rất nhanh chóng và gọn gàng. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Sút. Anh ấy đã cứu được một bàn thua trông thấy. Vieira. Raúl González.
đối phương bị bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. N'Golo Kanté. Pogba. Bao. Anh ta rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứa lòng vào ghi bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Họ đang tìm kiếm nhiều hơn tỷ số 4-0. Đã có đồng đội hỗ trợ Kanté. Đây rồi. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Phán đoán chính xác, De Gea đã ôm bóng trong tay. Pogba. Vieira. Phòng ngự rất tốt. Vâng, bóng đã ra ngoài, một quả phát bóng lên. Bóng đã bay thẳng tới vị trí thủ môn. Từ từ thôi, hãy để các trung vệ lên tới đây đã. Và anh ấy đã với tới bóng. Vâng, anh ta đã đẩy được bóng ra khỏi khung thành. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Ronaldo đột phá, một pha giữ bóng đầy kỹ thuật đánh bại hậu vệ đối phương. Steven Vieira. Tuyệt vời. Linh tính của tôi cho biết có thể sẽ còn thắng lúc này. Và anh đã ghi bàn bằng đầu. Phán đoán chính xác, Areola đã ôm gọn bóng trong tay. Đó là pha chạm bóng tốt. Một quả phạt góc rõ ràng. Một pha phóng an toàn. Và sẽ có một quả ném biên ở đây. Khó mà tin được là anh ấy lại ném bóng cho đối phương. Và đó sẽ là một cú ném biên. Harry Kane. Ronaldo. N'Golo Kanté. Bốn không là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thắng rồi. Vâng, chiến thắng là một khi bạn đánh bại một đội lớn như thế này và họ đã rất hãnh diện, đúng là như vậy. Tôi cũng nghĩ vậy, họ sẽ có thêm sự tự tin khi thi đấu với các đội bóng lớn hơn.
đội đã sẵn sàng làm bùng nổ cầu trường. Desilio tạt bóng đi. Pogba thật tuyệt khi sút. Mất bóng. Cơ hội từ đường truyền. Một pha dứt điểm rất tốt nhưng rất tiếc là không hoàn thắng. Vâng, tôi hiểu được sự tiếc nuối của tất cả khán giả về tình huống vừa rồi, quá đáng tiếc. Kaka, Ronaldo, Kaka biết vị, cờ đã được phất lên. Pogba, rất trống trải. Raul, rất tốt. Bàn thắng này sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Hãy xem lại thao cái chậm này. Thủ môn hoàn toàn đứng xa với góc sút, bóng bay thẳng vào chỗ hoàn toàn trống trải. Vâng, nhiệm vụ còn lại của tiền đạo là rất đơn giản, anh ta chỉ có việc sút vào góc đấy thôi. Một khởi đầu rất tốt, tỷ số đang là 1-0. Và đây là cú sút. Bóng chạm xa. Rất tốt, một pha tạt bóng rất tốt. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Chuyền bóng lại thành công. Một pha xoạc bóng của De Siglio. Raul Gonzalez. Steven Gerrard. Sudi. Thủ môn đã làm tốt công việc của mình. Stuart Armstrong. Chuyền bóng lại. Cần phải phá bóng ngay. Steven Gerrard. Bóng đá bật trở lại từ xa ngang. Đây rồi. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Raul. Vào. Một bàn thắng tuyệt vời. Thủ môn đang than phiền với các hậu vệ. Anh ta nghĩ các hậu vệ nên áp sát nhanh hơn trong tình huống đó. Gia tăng khoảng cách lên thành 2-0. Kylian Mbappe, Blotin, Vieira, Raul, Henrique Tavares. Rất có thể sẽ có bàn thắng từ tình huống này. Tình huống phản đối rất nguy hiểm và một chiếc rò đã được đưa ra. Anh ta đã không giữ được bình tĩnh trong tình huống vừa rồi. Hơi đáng tiếc. Không sao. Ý muốn như vậy thì các bạn không phải chấp nhận. Samos vốn dĩ là một trung vệ rất nóng tính, đôi khi chúng ta không chú ý, nhưng mà anh ta đã bắt được bóng. Xoạc bóng của anh được mang tính chất quyết liệt rất cao. Sergio Ramos. Một rít căng ngang. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Varane. Pha chặn bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Đó sẽ là một quả phạt góc.
Ronaldo. Bóng đang lăn qua đường biên cuối sân, sẽ có phạt góc. Wow! Đó là một bàn thắng tuyệt vời, Alan. Tình huống ăn cắp trứng gà hoàn hảo. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Raúl González. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Cắt bóng hay. Henrique Tavares. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Kylian Mbappe blow team. Thời gian bù giờ của trận đấu này là 3 phút. Raúl González. Sút. Anh ta đã bắt được bóng. Đây là cơ hội để nhân đôi cách biệt. De Ligt bay người như siêu nhân và đánh đầu tung lưới. Anh ấy đã điên cho mình lên bảng tỷ số. Đó là một pha ghi bàn đặc biệt. Đó là một bàn thắng tuyệt vời. Vẫn còn cơ hội cho đội bóng. 3-1 là tỷ số hiện tại. Và trọng tài. Vâng, chúng ta đang chuẩn bị cho hiệp 2. Vieira. Bóng được tạm thời trả về cho De Gea. Thật dễ dàng cho thủ môn. Vâng, tôi không tin những gì tôi đang thấy ở đây. Điều gì đã xảy ra với thủ môn? Nhưng anh ấy đang thể hiện một khả năng chơi bóng của mình. Và đây là cú sút tuyệt vời. Vâng, họ đã không nghĩ anh ghi bàn vì đó là thủ môn, nhưng anh ấy đã làm được. Vâng, anh ấy đã có một chút may mắn khi bật lên đánh đầu ở tình huống đó. Một đội bóng nghiêm túc với trận đấu hôm nay. Đó nên là một cơ hội. Bàn thắng này làm tôi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của Thierry Henry. Một pha dứt điểm vô cùng hiểm hóc. Anh ấy đã có cú đúp và nó thật tuyệt vời. Dứt điểm đẳng cấp. Thủ môn không có một cơ hội nào cho đường này. Bóng đi ngay vào góc dưới khung thành. Tôi phải nói rằng đó là trận đấu một chiều, nhưng tất cả sự tin tưởng của đội bóng đều dồn vào các bàn thắng. Vieira. Và phía sau là thủ môn. Đó là một cú sốc. Bạn có thấy gương mặt cầu thủ? Họ đang nghe rất nhiều tiếng lo từ phía người hâm mộ. Những người hâm mộ trên sân đang rất bực mình. Anh ấy có thể sút. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Hãy cùng theo dõi tình huống này. Wow! Bàn thắng tuyệt đẹp của Ronaldo. Kiến tạo rất tốt, bàn thắng tuyệt vời. Bàn thắng này làm tôi nhớ đến David Beckham và Thierry Henry thời kỳ đỉnh cao phong độ. Trận đấu này tỷ số đã tăng lên thành 6-1. Matip De Ligt. Vâng, thủ môn, anh ấy đang làm gì ở đây? Anh ấy quyết định chơi như một hậu vệ. Rất tốt.
Một pha đột phá rất tốt. Có cơ hội ngay bây giờ. Rất đáng tiếc, một pha phản công rất mẫu mực nhưng lại kết thúc theo kiểu không giống ai. Vâng, một tình huống bỏ lỡ không thể đáng trách hơn. Ronaldo. Vecilio. Anh ấy nên tin tưởng và truyền lại cho thủ môn của mình. Đó là điển hình của thủ môn. Tất cả một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Cơ hội từ đường truyền. Làm gì đây? Có thể có bàn thắng. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Pha xoạc bóng bởi De Lai. Vecilio. Ồ, anh ấy đang truyền về cho thủ môn. Và thủ môn quyết định dâng cao lên hàng tiền vệ. Có cơ hội. Trúng cột. Sút. Trọng tài xác định đó là một quả phạt góc. Một pha đấm bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Bất bóng trong vòng cấm. Luka Modric. Thời gian bù giờ tới 3 phút. Enrique Tavares. Aaron Bisaka. Anh ấy sẽ truyền lại cho thủ môn. Trọng tài đã nổi còi, kết thúc trận đấu. Họ không bao giờ khiến chúng ta quá ngạc nhiên về những chiến thắng. Họ vẫn tiếp tục có được một chiến thắng dễ dàng. Yeah, họ luôn là như vậy, khá thường xuyên. Steven Guerra. Rất tốt, bàn thắng này sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Một pha đấm bóng từ thủ môn. Raul. Vào. Raúl González. Sút. Anh ta đã bắt được bóng. Đây là cơ hội để nhân đôi cách biệt. De Ligt. Bay người như siêu nhân và đánh đầu tung lưới. Anh ấy đã điền tên mình lên bảng tỷ số. Và đây là cú sút tuyệt vời.